Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay thứ sáu thánh, một ngày thứ sáu mà xem như là cả một thế giới như đi vào trong sự lắng động. Bầu khí ta thoáng thấy có vẻ ảm đạm của một ngày mà Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đi vào cái chết. Chúa Giêsu chấp nhận vác thập giá lên đỉnh đồi Gôn-gô-ta, và Ngài đã đón nhận tất cả cái sự đau khổ đó để thể hiện sự tín trung trong Thiên Chúa là Cha của mình với tư cách là người tôi trung khiêm hạ. Ngài đón nhận để thực hiện thánh ý Thiên Chúa Cha, và đồng thời Ngài thể hiện trong vai trò của một người tôi trung biết đón nhận đau khổ, đưa lưng cho người ta đánh đòn, đưa má cho người ta giật râu. Và những nghĩa cử ở đó như muốn nói đến hình ảnh của một con người tín thác trong Thiên Chúa là Cha của mình, hoàn toàn đón nhận để gánh vác tất cả những yếu đuối của con người, gánh vác tất cả những đau khổ, bệnh hoạn và tật nguyền của con người để đưa lên cây thánh giá. Mà ở đó Chúa Giêsu đã đón nhận một cách tròn đầy nhất qua cái tiếng xin vâng của mình. Nghe bài thương khó, chúng ta thấy ở nơi đó Chúa Giêsu đón nhận và đón nhận một cách hoàn toàn tín thác trong Thiên Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy có những con người, người ta vẫn biết Chúa Giêsu là vô tội đó, nhưng không dám đứng ra để gánh vác cái sự vô tội đó của Chúa Giêsu. Cụ thể ta thấy hình ảnh của Phi-la-tô. Phi-la-tô đối diện với Chúa Giêsu, mặc dù vẫn biết Chúa Giêsu là người vô tội, mặc dù vẫn biết người ta kết án Chúa Giêsu chỉ vì một sự ghen tị nào đó, nên Phi-la-tô tìm cách để cho Chúa Giêsu được thoát cái án này, đưa ra một hình ảnh là Paraba và Chúa Giêsu để cho người ta so sánh. Và Phi-la-tô có lẽ nghĩ rằng người ta sẽ kết án Paraba bởi vì Paraba là một tên trộm khét tiếng. Nhưng không, cái sự ác độc của con người, cái sự ganh tị của con người và cái sự kết án đang hừng hực của con người đòi tha Paraba và đóng đinh Giêsu vào thập giá. Họ đóng đinh Chúa Giêsu chỉ vì một cái sự ghen tị với những gì mà Chúa Giêsu đã nói, đã làm ở trong thời gian Chúa Giêsu rao giảng tin mừng. Ngài nói về Thiên Chúa Cha và Ngài làm những gì thuộc về Thiên Chúa Cha, đó là làm những gì thuộc về khía cạnh tình yêu, một tình yêu cho đi, một tình yêu tìm để diễn tả cho người khác được hạnh phúc, tìm để tháo cởi những ràng buộc của tội. Thì đấy lại là những cái làm cho một số người khó chịu. Họ đã tìm cách kết án Chúa Giêsu, và hôm nay họ đưa Chúa Giêsu lên đỉnh đồi của đau thương đó để đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Phi-la-tô đã rửa tay để nói đến cái sự vô tội này và đồng thời không muốn dính vào trong chuyện này. Nhưng ông không đứng ra để đảm bảo cho vấn đề đó, chỉ vì ông là con người với cái khiếm khuyết không dám đón nhận khổ đau. Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả những điều đó để đi vào trong tương quan của Thiên Chúa là Cha của mình. Ở trên cây thập giá, những lúc mà hơi tàn sức kiệt, Chúa Giêsu đã thốt lên với Thiên Chúa Cha ở trong tình thương để xin với Cha rằng: lạy Cha, xin tha cho họ bởi vì họ không biết việc họ làm. Một Giêsu đầy thương mến, một Giêsu đầy tín thác, một Giêsu mà ở đó diễn tả lòng xót thương và tìm cách để trao ban ân sủng cho nhân loại này. Nên cái lúc hơi tàn sức kiệt đó đã gượng lên để thưa với mọi người cùng với Thiên Chúa là Cha với những từ: ta khát. Cái khát của tình yêu, cái khát của sự sám hối con người trở về, cái khát mà chính Chúa Giêsu muốn diễn tả tình yêu một cách trọn vẹn nhất. Và đấy, trong cái khát đó, Chúa đã chút hơi thở trong ơn nghĩa của Thiên Chúa là Cha.
Xin Chúa Giêsu là nguồn của tình yêu, thương tha thứ mọi khiếm khuyết cho chúng con. Và xin Chúa cho chúng con nếm cảm được thực sự Chúa yêu thương chúng con, để chúng con mạnh dạn vác thập giá đời của mình đi theo Chúa, để cùng với Chúa chúng con được nên một trong tình yêu của Thiên Chúa Cha. Và cũng từ đó chúng con đón nhận dồi dào ân sủng và là dấu chỉ tình thương của Chúa trong cuộc sống hiện tại này. Xin Chúa ở với chúng con và tăng sức mạnh cho chúng con. Amen.